Hoa hậu Phương Nga gửi đơn tố giác công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nói về lý do tố giác, Phương Nga cho biết đây không phải là một suy nghĩ bốc đồng, mà trong nhiều năm nhiều tháng cô vẫn luôn mong muốn sự việc được sáng tỏ. Trước Hồ Phương Nga vừa có đơn tố giác các quyết định do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành là trái pháp luật. Theo đơn, ngày 11 tháng 12 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã xác định Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung không phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Bộ Luật Hình sự 2015. Nhưng đến tháng 1 năm 2019, hai cơ quan này lại quyết định khởi tố Nga và Dung tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật Hình sự 1999. Theo Phương Nga, thời điểm tháng 1 năm 2019, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có hiệu lực. Theo khoản 3, điều 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không được phép khởi tố Nga và Dung dựa trên Bộ Luật Hình sự năm 1999, mà phải chiếu theo Bộ Luật Hình sự năm 2015. Từ đó, Phương Nga cho rằng Cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát đã ra lệnh khởi tố trái phép, không tuân theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 đang có hiệu lực. Đồng thời, Phương Nga cũng cho rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra kết luận điều tra, xác định lý do và căn cứ đình chỉ vụ án làm giả con dấu trước, rồi mới khởi tố chính vụ án đó. Cụ thể, trong bản kết luận điều tra ngày 11 tháng 12 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã xác định hành vi của bị can có dấu hiệu của Điều 267 Bộ Luật Hình sự năm 1999, nhưng có thể miễn trách nhiệm hình sự do Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội thực hiện hành vi trái pháp luật. Đến ngày 29 tháng 1 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố Nga và Dung về tội làm giả con dấu. Tài liệu của cơ quan, tổ chức ban hành kết luận điều tra kết luận lại nội dung trên và đình chỉ vụ án do hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội. Phương Nga cho rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã không kết luận điều tra dựa trên sự thật khách quan mà dựa trên tình huống giả định. Điều này thể hiện qua tên gọi của bản kết luận điều tra, bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra. Trao đổi với Dinh về lý do tố giác, Phương Nga cho biết đây không phải là một suy nghĩ bốc đồng hay một sự thử vận may, mà trong nhiều năm nhiều tháng cô vẫn luôn mong muốn sự việc sẽ được làm sáng tỏ và rõ ràng đúng như bản chất của nó, dù sớm hay muộn. Tôi cũng đã có đơn khiếu nại không đồng tình với kết luận điều tra và các quyết định đình chỉ gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngay tại thời điểm được ban hành từ tháng 2 năm 2019. Tuy nhiên, việc khiếu nại này cho đến hôm nay, trải qua 1.5 năm vẫn chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Viện Kiểm sát, nhà nói. Hơn 1 năm trước, ngày 1 tháng 2 năm 2019, Phương Nga và Thùy Dung đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can. Tuy nhiên, cả hai từ chối nhận các quyết định tố tụng, bản kết luận điều tra vì cho rằng các vật chứng bị tạm giữ trước đó như điện thoại, iPad bị mất dữ liệu, xâm phạm mật khẩu, tin nhắn. Đến khi nào dữ liệu trên các thiết bị được phục hồi, Phương Nga và Thùy Dung mới nhận các quyết định trên. Tháng 8 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định không khởi tố vụ án vu khống đối với ông Cao Toàn Mỹ theo tố cáo của Phương Nga. Phương Nga và Thùy Dung được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 21 tháng 9 năm 2016. Tuy nhiên, sau một ngày xét xử, hội đồng xét xử trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tình tiết liên quan lời khai về hợp đồng tình ái của Phương Nga. Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm lần 2. Một tuần sau đó, tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, đồng thời cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại. Sau đó, nhà chức trách đề nghị chuyển tội danh của hai bị can từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Khi cơ quan cảnh sát điều tra chuyển kết luận qua Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để chờ phê chuẩn, Viện Kiểm sát đã khuyến cáo cơ quan chức năng cần thận trọng khi miễn trách nhiệm hình sự đối với hai bị can này. Viện Kiểm sát cho rằng khung hình phạt của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là từ 6 tháng đến 2 năm tù, trong khi đó